nước, nguồn tài nguyên quý giá và quan trọng với con người. Đồng bằng sông Cửu Long, nơi trữ nước ngọt lớn nhất cả nước với điểm nhấn thiên nhiên là Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp. Vùng đất ngập nước, trù phú và là niềm tự hào của tất cả người dân nơi đây. Thế nhưng, biến đổi khí hậu cùng tác động của con người đang khiến nguồn nước lưu trữ dần cạn kiệt và đe dọa sự phát triển của đa dạng sinh thái. Rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện nhằm mang về sức sống mới cho Tràm Chim. Một trong số đó là bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển du lịch sinh thái và sử dụng bền vững đất ngập nước. Dự án thực hiện bởi Coca-Cola cùng chính quyền địa phương và WWF Việt Nam. Hơn 1,7 triệu đô được đầu tư trong 10 năm qua. 10 tỷ lít nước được bảo tồn mỗi năm. Đa dạng sinh học của 130 loài cá và 256 loài chim cũng được phát triển. Số lượng khách du lịch tăng vượt trội, cải thiện thu nhập của 300 hộ dân trong khu vực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương. Đại diện WWF chia sẻ, Coca-Cola đã có nhiều đóng góp to lớn trong thành công của các dự án phục hồi và bảo tồn hệ sinh thái, đặc biệt là các lưu vực sông quan trọng, đảm bảo sự sống của thiên nhiên và con người. Bên cạnh dự án tái sinh Vườn Quốc gia Tràm Chim, 10 năm qua, Coca-Cola vẫn tiếp tục nỗ lực mang đến các giá trị về nước sạch với dự án nước sạch cho cộng đồng và phát triển các trung tâm hoạt động cộng đồng EcoCenter đến gần hơn với người dân trên khắp cả nước. Với mỗi lít nước được sử dụng, Coca-Cola sẽ trao trả một lít nước lại cho cộng đồng.